quá hả? Ừ. Cuối tuần mang đất. Định đi đâu chị? Của Iceland. Iceland hả? Còn cái này thì của Việt Nam, Úc Phương. Vậy hả? Mở cửa lại ai cũng mừng hết. Quá trời. Hàng luôn, bữa đầu tiên. Phải không? Nét lên. Nguyên chợ. Tự chị đóng hay là người ta bắt mình đóng? Không, tự mình đóng, nhỏ con gái nó bắt, mình nó bắt không nổi. Chị cũng sợ ha. Không, hả? Chị sợ, chị nghĩ hả? Ừ, sợ. Không có chừng luôn. Ở đây là gân nè. Ồ, gân ngon chưa? Cái này là bò viên. Đây là nạm. Nạm nè. Đó, mình thích ăn. Bữa này là gầu chứ hả? Bây giờ thịt về mỡ là gầu. Nó có... Này là lá sắp. Có thèo lèo nữa nè. Thèo lèo mè đen. Bánh bí nè, xôi nhiều loại ha, bánh ít trộn nữa nè, có mắm thái nè, mắm thái chai ngon lắm á, bánh mochi, có mít sấy của Việt Nam mình nữa nè, đi bán cà pháo chua ngọt, ngó sen, đồ đầy đủ luôn, có bồn bồn nữa nè, để mua cái bồn bồn này ăn. Lâu lắm rồi không có ăn cái bồn bồn. Quay quảng cáo. Dạ, bánh giò. Cái này là hủ gì? Cái này là chả chiên Bắc. Ờ, chả chiên Bắc hả? Đúng rồi, áo dài chị ơi. Thấy lâu lâu mới có bán áo dài ha, bình thường nó có bán phải không? Ờ, dạ đúng rồi. Hai Châu xin chào cả nhà. Bữa nay là Châu được đi xuống của Việt Nam chơi nên cho cảnh quay cho cả nhà xem luôn. Thì ở khu này gọi là Bangtown, là khu mà có nhiều cộng đồng người Việt sống ở đây. Mấy tháng trước thì cái khu này bị dịch rất là nặng luôn. Bây giờ thì người ta được đi lại thoải mái rồi thì Châu mới có dịch xuống đây quay lại. Mời cả nhà cùng đi với Châu đi chợ xem người Việt mình buôn bán như thế nào ha. Đây là anh xã theo hộ tống. Cái quán này hình như cũng mới mở nè, quán cà phê nè. Đây là tiệm hớt tóc. Mấy lúc mà đóng cửa đó, người ta không có mở tiệm hớt tóc được. Đây là tiệm bánh y, tiệm bán dịch quay Hồng Kông. Nhưng mà mấy người trong đây cũng biết nói tiếng Việt nữa. Đây là tiệm bánh của người Lebanese. Tiệm bánh này bán bánh rất là ngon mà cũng rẻ nữa. Đây là tiệm của Nhật. Nhật bán sushi với lại mì. Đây là mấy tiệm này của người Việt mình bán không đó, bán đủ loại hết á.
hay là bán thuốc tắc nè, có cũng của người Việt gốc Hoa. Thì bán thuốc tắc đồ, mấy cái đồ để mình nấu đồ tiền đồ á. Đây là tiệm thịt. Close hả? Cái tiệm này mình hay mua nè mà nghĩ rồi. Tiệm này à, này đóng cửa chủ nhật, mở cửa lại thứ hai, thứ bảy. Đây là cái tiệm hải sản. $3.50 con bào ngư nè. Bào ngư này đông đá. Có cua lột nữa. Có hàu. Hàu Úc ăn rất là ngon luôn. Cá này kỳ mình mua ở Capramatta cũng rẻ lắm, ở đây bán $7. Ở Capramatta có đợt bây giờ có $3 thôi. Chị mùa dịch này, hồi dịch kỳ rồi ở đây mở cửa bình thường hả chị? Bán được không? Nó vắng hơn hả? Vắng hơn tại vì người ta đâu có được ra khỏi nhà đâu. Nhưng mà ít tiệm bán thì chị bán chắc cũng được, chị mở thì bán được đúng không? Mình bán mặt hàng ăn uống hàng ngày thì ok. Ở đây bán đầy đủ hết ha, không thiếu gì hết. Ủa chị có kem chống nắng Biore không chị? Biore của em muốn mua loại Biore mà CC cream á. Có hả? Thì mình mua cái. Dạ. Quay quảng cáo luôn ha. Ở tiệm này là chuyên vận chuyển hàng với bán những mặt hàng của Úc về Việt Nam. Bán giá cũng phải chăng lắm, mình cũng có mua nhiều lần ở đây gửi về Việt Nam nữa. Được tặng thêm một chai khử trùng. That's the chili. Is it chili? Yeah. Oh, I thought it was really nice. That's nice, huh? Advanced. I'm so excited. Lấy cái này thì con lấy cô ba bó hai đồng. Đó, cái này thì ba bó hai đồng. Thôi con lấy bó này thôi. Bó thơ rau răm thôi hả? Dạ, tại giờ con chưa có biết ăn gì với rau này hết. Nè, ba con một bó. Có lấy gì nữa con? Lựa con bó nào tươi. Đây, lấy rồi. Bó này tươi này. Thôi bó đó nhỏ rồi, lấy leo rau chút đồ quỷ nè. Cái này không ngon đâu. Không ngon hả? Con lựa bó này ngon này. Con đắt tiền con là con biết lấy hả? Ừ. Không kể lá con lấy sao lá thôi. Dạ thôi. Lấy bó đấy hả? Bó đó thì cho cô. $1. Bó này nó hả? $1. Dạ $1. Rồi cảm ơn. Buy this one, Nick. Nick. Pork belly too. What? Pork belly.
Đây là hai bịch thịt mình mua nè. Đây là ruột, ruột heo nè. Đây là ruột heo. Đây là con bò. Con bò, cái này là thịt, thịt heo xay. Còn cái này là của Nick nè. Nick lại ăn thịt bò thôi. Đây là cốt chí lịch. Thịt bò, cốt chí lịch. Cái này là thịt heo. Thịt heo để làm thịt sườn nướng á. Đây có bán áo dài Việt Nam nữa nè. Thấy lâu lâu mới có bán áo dài ha, bình thường nó có bán phải không? Dạ đúng rồi, bây giờ em nhập nhiều hơn hồi xưa. Vậy hả? Em có coi YouTube chị á. Vậy hả? Cảm ơn nhiều nha. Có cái ông Tây đó. Đây nè. Cảm ơn nhiều nha, đây là tiệm Kim Jason. Dạ đúng rồi chị. Tiệm này bán quần áo đẹp, đi ngang thấy thích lắm. Hàng mới về hoài ha. Dạ đúng rồi, mới về mỗi tuần đó chị. Mấy thời trang này nó hợp với người châu Á mình hơn rồi ở trong shop ha. Dạ. Ở trong shop Tây với mấy cái đồ nó đơn giản, nó không có kiểu nhiều. Em lấy đây là lấy mẫu mã nhiều, đủ lứa tuổi cũng có. Tiệm cái bên là khác chủ ha. Dạ vâng ạ. Đẹp quá à, bán đồ đẹp ghê luôn á. Để bữa nào xuống mua áo dài. Thấy áo dài nè, đẹp ghê luôn á. Áo kiểu nữa nè, áo dài tay ngắn nè. Áo dài đỏ nè, đẹp không? Áo dài truyền thống. Áo dài mà vàng nữa nè. Em chị vô quay áo dài trong đây nha. Rồi áo dài đỏ nè, mặc đám cưới được á. Này để mà đám cưới được ha. Dạ, đúng rồi, cái đẹp này ha. Cần đám cưới đây nữa nha. Cái này nhiêu cái? Cái này nhiêu một bộ? Dạ bộ này 101 chị. Dạ. Đẹp quá ha. Dạ, cho cô dâu á chị. Đây. Đẹp quá chừng luôn. Giống như nội kết mấy cái hộp này cũng. Dạ đúng rồi. Mất tiền ha. Đầy đủ. Có bên đây áo dài nữa. Nhiều mẫu mã đó. Chị có quay hôm nay đi tăng không? Có. Mấy mẫu này đẹp nè. Cái này là làm xui ha chị ha. Mấy cô mà làm xui. Mặt sang ha. Dạ đúng rồi. Đẹp ghê luôn á. Gần chị cần áo dài mà đi New Year hay New Year thì tới em xoay sổ cho em. Có mấy cái áo dài mà nó chật hết rồi. Dạ, bữa nào rảnh. Dạ. Cứ thử em xoay xoay. Áo này áo mẫu chân nè, đẹp lắm. Cái màu này mặc cũng sáng da nữa ha. Đúng rồi chị. Cái màu này chung mà nó tay tay. Nó cắt tanh một chút xíu. Rồi, cảm ơn em nha. Ở đây mấy shop này toàn người Việt không à. Đi mình đi mua đồ mình khỏi cần phải nói tiếng Anh cũng cũng được nữa. Nè ở đây nhiều cái bảng hiệu là giống như phòng mạch bác sĩ này cũng là của người Việt mà luôn á. Đây có luật sư nữa nè. Đủ thứ hết á. Đủ các dịch vụ ở đây toàn là người Việt hết á. Chắc là dễ dễ sống ở đây. Nè, có luật sư nè, sửa điện thoại đủ thứ đó. Đây mình đi mua cái đồ nấu bánh khọt nè, nhưng mà cái này của Ấn Độ ha, Ấn Độ nó làm cái bánh gì á ha, meatball ha. Đó, cái nắp luôn nè. Người ta bán đồ ăn nè, có cải chua nè, xôi, cơm rượu, nếp thập cẩm. Em quay được không? Quay quảng cáo. Dạ, bánh giò.
Cái này là hủ gì? Cái này là chả chiên Bắc. Ờ, chả chiên Bắc hả? Gì? Chả cá hả? Thịt. Thịt hả? Đi còn nóng luôn nè. Nóng. Như một miếng kìa. 13 đồng. Vậy hả? Này là gì? Cái này là sò điệp Oyster. Nó kêu là sốt XO. Sốt XO hả? Cái này là làm theo kiểu của người miền Bắc. Miền Bắc ha, đây ăn thử coi. Yeah. Ăn luôn nha, hay là đem về? Đem về. Với lại cái này, còn này là gì, bánh bao hả? Dạ, sò điệp. À, cái này ăn cơm chị. Nhiều hả? Dạ 45 đồng. Cái này là một cơ hộp 45 đồng. Yeah. Rồi có sò điệp chăm luôn hả? Sò điệp với tôm. Này chả bắt nè, mới vừa ra lò luôn. Này về nếp. Bánh bao cũng ngon, cái gì cũng ngon. Dạ. Sắp ngon. Next, I forgot to flip the camera, the microphone. Chợ mở cửa lại như bình thường. À, giá cả thì nó có hơi mắc hơn chút. Đây là sò lông. Sò lông nè. Cá. Ôi tâm hùm kìa. Tâm hùm mới vừa ra luôn. Còn tươi rói luôn nè. Ai đừng đi chọn. Ok vậy gieo gieo cho hai nó chờ nha. Đây là con chào ghét. Con này là con bào ngư to lắm. Này là cũng bào ngư đâm lạnh nè. Con bào ngư nó còn muốn chích luôn, to ghê luôn. Hôm nay không có bị bình chứ? Cứ tùy hết rồi. To quá chừng luôn ha. Ốc hương của Việt Nam nè. Đây là cua. À, có mực to chứ không? Mực này. Mực này coi 1-2.5 luôn á. Mực to kinh khủng ha. Đu đủ rồi. Bữa này đu đủ luôn chứ. Đu đủ nha xíu ha. Đu đủ ngọt, xoài ngọt nè. Minh tiêu nữa nè. Chuối chiên. Xôi, chè. Nhiều loại chè ha. Tiệm thuốc tây cũng của người Việt luôn nè. Ở đây có bệnh á, mình ra tiệm thuốc tây người Việt mình mua, mình khỏi phải nhờ phiên dịch. Yeah, green mango. Yeah, cheap ha, sweet enough. I go to buy nước mắm. Yeah. Cóc 6 đồng 1 ký. Cóc này nó sắp chín hết rồi ha.
Ở tiệm nào cũng có bán mấy món đồ ăn Việt hết á. Có thèo lèo nữa nè. Thèo lèo mè đen. Bánh bí nè. Xôi nhiều loại ha, bánh ít trộn nữa nè. Có mắm Thái nữa nè, mắm Thái chai ngon lắm á. Bánh mochi. Có mít sấy của Việt Nam mình nữa nè. Này ba đồng mấy bánh tráng trộn. Này có kẹo chuối gừng rồi nữa nè. Cái này Tết ăn ngon. Này ba đồng mấy ta? 3 đồng 85 sen. Ở đây bán nhiều cái bò kho nè, cái này nhiêu một hũ 9 đồng 90 sen. Bún xay cá sặc, mắm bà khía không ta, đi mua nước mắm. Đây bán cà pháo chua ngọt, ngó sen, đồ đầy đủ luôn. Có bồn bồn nữa nè. Để mua cái bồn bồn này ăn. Lâu lắm rồi không có ăn cái bồn bồn. Hello. Đây có ốc biển nè. Ốc này ăn ngon mềm. Chưa ăn lần nào hả? Bán đắt quá hả? Cuối tuần bán đắt. Định mua bầu ngư, không có bầu ngư tươi hả? Tươi không có, bầu ngư tươi. Ủa vậy hả? YouTuber hay TikTok à? YouTuber. Cái gì tên gì quên mất tiêu cái gì? Châu. Châu. Châu Á, châu Mỹ hay châu Phi hay châu Úc? Châu Richard. Châu Richard. Châu Richard cuộc sống mà. Hello channel châu Richard. Tiệm này tới đây là lúc nào cũng vui hết á. Ốc này của Úc thì đâu chị? Của Iceland. Iceland hả? Còn cái này thì của Việt Nam, ốc hương. Vậy hả? Cái ốc lạ quá ha. Ngon không? Chị có ăn thử chưa? Ăn được. Dạ hả? Rồi. Thôi em muốn ăn bầu ngư hay để bữa nào có bầu ngư em ghé ha. Bầu ngư giờ bầu ngư tươi nó đâu, nó bị bay rồi, nó đâu có bán nữa đâu. Ơi hả? Còn có bầu ngư đông đá thôi. À. Đây có bán xà lông nữa nè. Em đi bài lắm mày ơi. Áo trai chúng em có suốt có tóc không? Tóc rồi á. Đại gia mà cậu cả. Đúng rồi, em năm mấy, gần một năm rồi. Không, cũng có ghé, nhưng mà em không có quay thôi. Bye bye chị nha, hôm nào ghé. Hôm nào ghé sớm. Ghé sớm mua bầu ngư. There we go. Hả? This one, what's this one? Thai mango. Yeah, both bowl sweet. Đây là xoài chua nè. Trái xoài bự ghê luôn. Xoài kinh khủng bự luôn nè. Giờ được không? Quá trời bự ha. Ngon quá chừng luôn. Nè, nó mà bầu thêm nó bự đi hết.
Yeah, xem hả? Kilo ai cô à? Yeah, xem ai gì đó luôn. No, but just get the good one. Đây đó ăn cơ bò nữa nè. Cơ bò lập xưởng rồi. Bánh xiên xeo nè, bánh lọt nè, nhiều lắm. Cái này là của Thái Lan nè. Bánh dài lợn nữa nè. Bánh mochi của Nhật. Thấy Tây cũng mua cái chiên ăn nữa nè. They have frozen, they don't have the fresh one. This shop here? The shop I visit there. The other one. Hai bộ bánh mì đầy đủ nha chị. Thêm ba tê ha. Đây là chị chủ nè. Bánh mì hơn 40 năm. Bánh mì lâu đời nhất ở khu này luôn. Rất là dễ thương, lúc nào cũng cười hết á. Ăn bánh mì thịt. Hai ổ bánh mì thịt thêm ba tê. Bữa nay ăn thử ăn mà heo quay không? Heo quay hả? Heo quay ngon lắm. Try thử đi. Do you want roast pork, eh? No, it's wrong. No more. Mới ra là giòn ngon lắm. Ăn thật ngon. Muốn ăn bánh mì thịt hả? Muốn ăn bánh mì thịt. Hai ổ em rồi. Tại chưa có ăn liền. Hai ổ. Phải ăn liền á, nó mới giòn ngon. Hai ổ bánh mì thịt ớt có đầy đủ không em? Dạ. Yeah. Mấy thịt nhiêu mẫu chị? Vậy hả? Cũng giá hả? Không có lên hả? Thấy mấy chỗ khác bán thịt đồ lên quá chừng mà bánh mì cũng giá. Cho em ớt luôn nha chị. Một ổ đựng bỏ nước tương, một ổ đựng bỏ ớt. Một ổ không nước tương, không ớt. Quá trời. Hàng luôn, bữa đầu tiên. Phải không? Này tiệm bị đóng cửa mấy lần luôn hả? Nguyên cái chợ luôn hả chị? Nguyên chợ đóng cửa hết luôn hả? Nguyên chợ. Tự chị đóng hay là người ta bắt mình đóng? Không, tự mình đóng, nhỏ con gái nó bán, mình nó bán không nổi. Chị cũng sợ ha. Sao hả? Chị sợ, chị nghĩ hả? Sợ. Sáu đồng em. Bây giờ cũng đỡ rồi ha. Thì có bán rau câu nữa nè. Rau câu dưới đây sao mặn. Sao mặn, đây là rau câu. Rau câu thập cẩm. Cảm ơn chị nha. Bye. Bánh mì bảy ngộ. Ủa chị đang chờ làm hay là trả tiền? Trả tiền đó chị. Thôi vậy hả? Ba mươi hai đồng 13. Cũng là hàng to ghê luôn.
22 đồng ký. Cái này cá, em có cần bỏ đá vào đây chứ? Không cần đâu. Không ăn sống nên không sao. Chị ơi, chừng nào lên TV vậy chị? Chừng nào em edit xong em đăng luôn. Khoảng bao lâu, tuần nữa là mấy ngày chứ? Đăng càng sớm càng tốt. Vài bữa nữa. Cái làm. Đến nửa ký hả? Chưa được nửa ký hả? 27.9 hơn nửa ký, 30 đồng là nửa ký đó, cái này thiếu một con, gần nửa ký thôi. Cái người Việt mình hớt tóc đông ghê luôn nè. Mấy tháng không được hớt tóc nè. Tiệm này là tiệm Vân. Mình đi quay như vậy á, phải có nick đi theo mới được. Tại vì vừa đi mua đồ mà vừa quay khó dữ lắm, cho nên là Nick phụ mình xách đồ. Nhiều đồ quá thì phải để lên xe mới đi ăn được. Hôm nay mình đi ăn trễ, giờ này cũng là 2 giờ thôi rồi. Bây giờ là 4 giờ rồi. Nick là xem owner đây. The same owner. Đây là tiệm Sông Hương, tiệm phở Sông Hương. Đây là các món ăn của Việt Nam cũng nhiều lắm. Bữa nay mình sẽ ăn món gì đây? Phở đi. Phở 15 đô nè. Oh, look, there'll be no change in management. Huh? They just changed the name. Yeah. Thì giá cả của từng món luôn. Nói chung món ăn ở đây nó dao động từ 13 đô cho đến 20 đô. 20 đô là những cái món này chắc hai người ăn á, đắng một phần. Nhiều lắm, menu này nhiều món lắm, có món cơm nữa, món cơm, món xào. Tiệm ăn của người Việt á, thì hay cho mình cái ấm trà để uống lắm. Mấy cái đũa muỗng đồ cũng để ở đây, khác như tiệm ăn Tây ha. Ở đây người ta cho mình nước mắm, nước tương, ớt với sa tế. Sa tế, yeah, sa tế. Sa tế as well. Hoisin, chili. Hoisin ha. Đây là tô phở của mình, có 15 đô à, to quá chừng luôn nè. Cái tô của Nick nè. Very big ha. Huge. I can never finish them here. Tô này chắc cũng hơn cả ký, more than a kilo Nick ha. Sa tế. Nick thích ăn sa tế lắm luôn. You put too much?
Ngon lắm, để coi coi trong đây có gì nha. Phở đặc biệt, có đủ thứ luôn. Đây là tái nè, có đầu hành nè, đầu hành nè. Nếu mà trụng chín ăn nó ngọt, còn nó còn sống mình sợ nó ăn nó nằm á, thơm quá chừng luôn. Ở đây là gân nè, gân ngon chưa. Cái này là bò giò viên. Đây là nạm nè. Mình thích ăn bữa này là gầu chứ hả, với giò thịt về mỡ là gầu. Nó có này là lá sách, đây lá sách đây. Đó, ngon ghê. Đào thơm nữa nè. Đó này có quế. Quế này là quế của Việt Nam luôn á. Giá chanh. Ở đây không có nhiều rau như ngò gai như ở Việt Nam mình ăn, nhưng mà đối với cái tiệm của người Việt mình á, như vậy là đã nhiều lắm rồi. So với những cái tiệm người Việt mà bán ở cái khu của Tây á, thì người ta cho rau rất là ít. Mình bỏ sa tế với lại tương hột vô đây nè. Đây mình mua thêm một cái ly chè ba màu. Chè ba màu là có bánh lọt ở trong nè, có đậu xanh, đậu đỏ nè, nước cốt dừa nè, đá xay nè. Tại mình nghe quảng cáo ở đây làm chè ngon cho nên mình mua đá xay. Yeah. You want cà phê? Đây là tiệm phở. Hồi xưa nó là tiệm phở Gia Hội, bây giờ là tiệm Sông Hương, nhưng mà cùng một chủ. Mình mới vừa vô ăn á, ăn thì mình thấy chủ cũng y vậy à. Người ta nói là tại vì có nhiều tiệm phở đặc biệt. Yeah. Yeah. Xem orange ha. Đây là cái thì người chủ nói là có nhiều người người ta mở ra cùng tên á, rồi cái khách hàng ta tưởng nhầm là tiệm của chị này, nhưng mà ăn chất lượng nó không có bằng, rồi chị mới đổi lại cùng một tên luôn. Có một tiệm của chị nữa là nằm ở Bớ Vụt á, mình cũng chưa có đi ăn ở Bớ Vụt nữa, nhưng mà mình ăn ở đây mình thấy chất lượng ngon. Đây là những cái đồ ăn mà Châu mua từ cái chợ Việt Nam nè. Đây là con bào ngư, 4 con này Châu mua là 27 đô, 59 đô 99 sen, tức là gần 60 đô ha. Nó còn sống luôn á. Lâu lâu mới có bào ngư bự, thấy người ta mua cũng nhanh ghê luôn á. Hai cái thùng mà mình mới vừa đi qua một vòng mình đi quay lại còn có mấy con. Đây là thịt heo cốt lết. Này thịt bò Scott Phillips. Rau răm để ăn chung với hộp thịt lộn. Đây là cái mâm mình mua để làm cái bánh của Nhật á. Cái bột viên chiên của Nhật á. Thấy cái mâm này chắc làm bánh khọt cũng được nè. Ở đây có cơm rượu. Cơm rượu mà theo kiểu người Bắc á, người ta không có giò thành cái cục tròn tròn hoặc là vuông vuông giống như người miền Nam. Hộp vịt lộn nè. Cái chỗ này cái chị này bán hộp vịt lộn mình ăn nhiều lần rồi, thấy cái con nó nhỏ cũng ngon lắm. Đây có gân bò nè, thịt heo xay.
cái thịt này mình mua dạng có mỡ để mình làm mấy cái thịt nướng đồ á, nó mới ngon. Ở Sóc Tây nó ít có loại có mỡ lắm. Này ruột heo, là lòng heo non á, ruột non á, bên để mình nấu cho lòng. Mình kiếm nước mắm ở Việt Nam không có thấy, thấy cái loại này của Việt Hương nè, ba con cua ăn thấy cũng ngon. Mua cái linh wrap nữa, linh wrap này nguyên một hộp như là 20 đô á. Xoài này bán rẻ lắm, xoài này nó là xoài Thái nè, có 4 đồng một ký, 2 ký 8 đồng. Chả, chả này chả của theo kiểu Bắc, chưa ăn chả kiểu Bắc, không biết là nó có giống chả Quế không ha. Đây là bánh tráng trộn Tây Ninh nè, 3 đồng 8, 3 đồng 80 sen một bịch. Mua hộp sữa đặc để làm sữa chua. Ở đây là gỏi bồn bồn chua ngọt. Ở đây có muối ớt tôm nè, muối ớt tôm này của Việt Nam nè, hay sản phẩm của Việt Nam nè. Mua hộp sa tế ở trong tiệm bán con phở á. Đây là hai ổ bánh mì này cũng to lắm á, ăn cái ổ này là cũng no dai dữ à, thịt quá trời trong luôn á, có 5 đô à, rất là rẻ, thịt ba tê đầy luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Châu, nếu cả nhà yêu thích thì đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh ủng hộ Châu nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ.